Máy in cũ Canon G1010 là một trong những giải pháp in ấn tốt cho những người đang tìm kiếm sự kết hợp giữa chất lượng in ấn xuất sắc và hiệu suất đáng tin cậy. Video này sẽ giải đáp hết cho bạn. Đặc điểm nổi bật của máy in cũ Canon G1010, đầu tiên phải kể đến chất lượng in ấn tốt. Máy in Canon G1010 cung cấp chất lượng in ấn vượt trội với độ phân giải cao và công nghệ in full mực tiên tiến của Canon. Hiệu suất đáng tin cậy, với khả năng in liên tục và đáng tin cậy. Máy in cũ Canon G1010 là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi nhu cầu in ấn. Tiết kiệm mực in. Công nghệ in full mực của Canon giúp tiết kiệm mực in mà vẫn duy trì chất lượng in ấn cao. Cuối cùng là về thiết kế. Với thiết kế nhỏ gọn và sang trọng, máy in G1010 dễ dàng lọt vào bất kỳ không gian làm việc nào, đặt bất cứ đâu trong không gian làm việc của bạn. Và đó là những gì mà dòng máy in này đem lại. Máy in cũ Canon G1010 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai cần sự kết hợp giữa chất lượng in ấn tốt và hiệu suất đáng tin cậy. Với khả năng in ấn vượt trội và tính ổn định, máy in cũ Canon G1010 là một đối tác hoàn hảo trong công việc in ấn.